Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc bệnh nhân Mộng Châu tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh bệnh viện FV chẩn đoán sáng không có thai nhưng chiều lại có thai, xảy ra vào hồi tháng 6 năm 2018 mà VTC14 đã phản ánh thì cho tới thời điểm hiện tại sự việc vẫn chưa được ngã ngũ. Bệnh viện FV cũng đã có họp báo để thông tin về vụ việc, tuy nhiên đã công khai một số chi tiết trong bệnh án của bệnh nhân. Được biết là bệnh viện FV viết đơn khởi kiện bệnh nhân vì đã chia sẻ trên Facebook thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của bệnh viện này đã cho rằng không muốn đưa vụ việc trên báo chí, nếu cần thiết thì sẽ ra một thông cáo báo chí sau. Trong khi đó, thì bệnh nhân vẫn chưa nắm được thông tin vụ kiện, đồng thời khẳng định sự việc đăng tải trên Facebook là hoàn toàn đúng. Bệnh nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ, bằng chứng, mời luật sư hỗ trợ pháp lý. Bộ Y tế cũng đã có công văn yêu cầu Sở Y tế TP.HCM xác minh sự việc và báo cáo về Bộ trước ngày 3 tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên, đã quá thời gian trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết là vẫn đang tiếp tục tập hợp hồ sơ vụ việc. Trước đó, bệnh nhân Mộng Châu phản ánh trên Facebook về việc bệnh viện FV chẩn đoán không chính xác, khiến cho cô băng huyết phải cấp cứu trong đêm. Nhiều ngày sau đó, bệnh nhân đã phải phẫu thuật tại bệnh viện Từ Dũ do thai bám một phần ở trên vết sẹo mổ cũ. Trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình, bệnh viện FV đã công bố một số chi tiết trong bệnh án của bệnh nhân này. Các chuyên gia nhận định đây có thể là hành vi vi phạm luật khám chữa bệnh về bảo vệ đời tư cá nhân.